Xin chào các bạn, mình là Phạm Thị Phận, hiện đang sinh sống và làm việc tại Tây Ninh. Mình làm video này để chia sẻ lý do mình lựa chọn Future VM. Mình có một bé đang học tiểu học và mình nhận thức tầm quan trọng của tiếng Anh và mình đã mua các khóa học tiếng Anh online hay ngay tại nhà do không có điều kiện đi đến những trung tâm hay những cái lớp học thêm. Mình tình cờ có một người anh chia sẻ về khóa học tiếng Anh tại Future VM và mình đánh giá sản phẩm khóa học tiếng Anh tại Future ở đây nó có hai điểm khác biệt. Đầu tiên nói về chất lượng của khóa học tiếng Anh ở đây là một lần đăng ký thì mình được hơn 20 tài khoản, xin lỗi, hơn 20 khóa học khác nhau, từ trẻ 3 tuổi đến 15 tuổi, từ lớp 1 đến lớp 12, từ người chưa biết tiếng Anh đến người đã biết tiếng Anh và muốn học nâng cao, từ những lớp về ngữ pháp, những cái lớp về giao tiếp vân vân. Nó không giống những khóa học tiếng Anh mình mua trước đó thì chỉ một mình bé mình học thôi, còn ở tại Future VN ở đây thì một lần đăng ký thì hơn 20 khóa học. Về 100% là giáo viên người bản ngữ, giọng đọc rất chậm rãi và rõ ràng, tất cả mọi người chúng ta đều học được và con mình được học và bản thân mình cũng được học. Cái khác biệt số 2 nữa là chúng ta vừa được học tiếng Anh và chúng ta vừa được có tiền, rất tiện phải không ạ? Không chỉ chúng ta được những cái đồng tiền trước mắt mà chúng ta có được cái nguồn tiền thu nhập thụ động, không chỉ chúng ta phát triển ở trong lãnh thổ Việt Nam mà chúng ta còn phát triển ra toàn cầu. Và đến đây thì mình cảm ơn các thành viên câu lạc bộ Hoàng Gia đã tạo ra một cái sân chơi, tạo ra một cái điều kiện để cho mọi người cùng được học tiếng Anh, gia tăng cái kỹ năng giao tiếp về tiếng Anh và được có tiền, tạo cơ hội cho mọi người có cái cơ hội khởi nghiệp riêng. Và đến đây những bạn nào mà đang muốn gia tăng cái kỹ năng tiếng Anh của mình và muốn khởi nghiệp kinh doanh online, hãy liên hệ ngay với người đã cho bạn thông tin về Future VN hoặc là để lại thông tin bình luận dưới video này, mình sẽ hỗ trợ chia sẻ thêm. Và đến đây tại Future VN không chỉ đó là câu chuyện về tiền không các bạn ạ, mà nó còn là câu chuyện của việc lan tỏa giá trị giúp hơn 10 triệu người Việt Nam thông thạo tiếng Anh. Xin chào và hẹn gặp lại bạn.